Casper chỉ một chất men sánh ngàn hành tiêu. Xin kính chào các sắc ạ. Tôi là một người nông dân đến đây xin mời các sắc thưởng thức món ăn của chúng tôi. Người nông dân có một cái món quà tặng sắc ạ. Vừa tặng quà này có đồ ăn thế này chắc là vô đi nhanh. Cảm ơn chương trình, cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn các sắc. Thật sự tôi hôm nay đứng lên đây cũng rất là xúc động. Tôi là một người nông dân mà bắt đầu được hơi run. Cho tôi cảm ơn tất cả mọi người đã vất vả đến ngày hôm nay là tôi được đứng trên này. Vâng, tôi ở đây thì xin mời các sắc vừa. Xin ở đây xin hỏi một sắc. Ở đây tôi có sắc nữ thì xin hỏi sắc là sắc vừa thưởng thức vào cái món ăn đấy sắc biết là gì không ạ? Mình vừa uống nước thôi. Thử cảm giác của cái ống hút. Tôi cũng bật mí một cái. Đây là ống hút có thể vừa ăn vừa hút được, vô cùng độc đáo. Tôi tự giới thiệu tôi là Lê Văn Tám, đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, học hết cấp 2 đi xuất khẩu lao động 10 năm bên nước ngoài về. 10 năm tôi học được một nghề nông nghiệp. Tôi về Việt Nam theo đủ cái hoài bão của người nông dân. Tôi chuyên đi cơ giới hóa đồng bộ cho bà con nông dân. Bà con nông dân thì rất là vất vả, được mùa mất giá. Mà nhất là tôi đứng đầu hợp tác xã. Và đằng sau võ tôi là rất nhiều bà con nông dân. Tôi cứ loay hoay mãi thì tôi không biết tìm cái đầu ra cho bà con nông dân như thế nào. Có một lần tôi đi dã ngoại đến một cái bãi biển. Tôi đi xem kéo cá thì trong đấy có một con cá rất là to, chết, mổ bụng ra, toàn là ống hút. Tôi mới về lên ý tưởng bàn với anh em sản xuất cái ống hút này. Bình thường sản xuất được các cái ống hút bằng nhựa, bằng dùng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà sản xuất bằng cái ống hút rau củ này để ngâm ở trong nước lâu và không nhớt, không chua, không mùi. Và tất cả khí hậu cả một cái chặng đường dài thì thành công được ra cái ống hút này. Thế tại sao mà sang bên châu Âu mất những 3 năm với xuất được? Châu Âu họ chỉ định tôi là phải đến một cái tập đoàn chỗ này mà test này. Tôi phải test mất từng đấy giấy, gần như 1.000 thành phần. Và tôi phải chứng minh là cái sản phẩm này của tôi, cái nông sản này của tôi là trồng trên cái diện tích không được phá rừng. Tôi mới được xuất sang châu Âu. Rất là tự hào một người nông dân mà ống hút đã được xuất khẩu sang bên châu Âu. Hôm nay tôi đến đây để gọi vốn cho hợp tác xã 5 tỷ lấy 14%. Đầu tư vào cơ sở xuất hay là anh đang thị trường? Báo cáo xác là em gọi để đầu tư vào tự động hóa và nhà xưởng để cho nâng rộng lên để cho giá thành nó hạ xuống. Anh cho xuất khẩu châu Âu các nước kết quả kinh doanh thế nào? Năm 23 có xuất khẩu nhưng mà chưa đẩy mạnh được. Bắt đầu đến năm 2024 đẩy mạnh được xuất khẩu sang châu Âu. Sang được bao nhiêu rồi? Tổng cộng là sang được tầm 5 triệu ống rồi ạ. Tương đương là 5 công tương đương 20 feet. Từ đầu năm đến giờ tương đương 1 tháng 1 công. 5 công bán cho mấy khách hàng? Tôi là có một đại lý chính ở châu Âu thoát đi 27 nước châu Âu. Từ nguồn nguyên liệu rau củ, anh có sở hữu cái kỹ thuật chế biến sản xuất cái ống hút này không? Anh là tác giả ai ạ? Tôi là người sáng lập ra và người sáng chế ra cái này. Máy móc và tất cả mọi cái tự tôi làm hết. Đăng ký sáng chế chưa? Chưa đăng ký sáng chế và đăng ký bản quyền với tất cả mọi cái. Công nghệ nó không phải là một sáng chế đột phá, không phải mới. Cả anh có thể đăng ký được cái nhãn hiệu và anh có thể đăng ký được cái công thức. À đúng rồi đấy ạ. Có nghĩa là cái công thức tại sao mà cho vào nước mà nó không bị cái khí hậu Việt Nam khác ở bên châu Âu là nó rất là khô hanh. Sản phẩm của tôi làm sao mà sản xuất ra nó sẽ tạo được cái độ ấm vừa phải. Nó đã có một cái chất kết dính và cái chất ấm của cái rau củ quả ở trong đấy rồi. Để sang bên châu Âu cắm nước vào là ok. Tức là tạo ra một cái gọi là cái độ co giãn đàn hồi tự nhiên. Đúng đúng rồi đấy. Cái công thức đó là cái để anh đăng ký giải pháp hữu ích đó. Em sẽ hỗ trợ anh trong chuyện này. Dạ vâng. Cái công thức, cái quy trình mình tạo ra giải quyết cái vấn đề mà mình gặp phải trong vấn đề về thời tiết ở châu Âu á, đó là cái cốt lõi của sản phẩm để mình đăng ký giải pháp hữu ích. Dạ vâng ạ. Anh cho hỏi kỹ hơn một chút là về mặt công nghệ thì mình không có cái gì để bảo vệ cho cái cách thức sản xuất của mình cả đúng không? Có nghĩa là nếu mà có một nhà máy khác họ nghiên cứu để họ làm một cái sản phẩm tương tự thì ngay lập tức là họ có thể có một cái mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với ống hút rau củ này của anh đúng không? Thật ra thì cái chuyện đấy sau này sẽ xảy ra chứ không thể không xảy ra được. Cái gì thì họ cũng làm được. Đăng ký sáng chế hoặc là giải pháp hữu ích. Vâng. Dạ, để bảo hộ cho mình. Tôi muốn là làm sao đấy để tôi nâng cấp nhanh nhất, tốt nhất để cho làm sao mà giá thành ổn định nhất để sẵn sàng cạnh tranh. Chính xác. Mình theo cái tiêu chuẩn gì không? Xác suất theo tiêu chuẩn gì không? Tiêu chuẩn sản xuất trên cái vỏ hộp ấy đạt FDA và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu rồi. Dạ. Vâng ạ. Ai là người sản xuất cho mình? Tất cả là bà con nông dân ạ. Cơ sở sản xuất là của bên mình luôn. Cơ sở sản xuất bên mình luôn ạ. Một cái hộp 50 chiếc này là bán bao tiền? Cho khách hàng hiện bây giờ nó đang rơi vào tầm khoảng 28k trên một hộp. Tại xưởng luôn ạ. Khoảng độ 500 đồng trên một cái ạ. Anh bán được giá này là giá tốt đấy.
Dạ. Có những đơn vị còn chào giá tôi rẻ hơn. Vâng, cho nên là tôi mới bảo là tôi tại sao tôi đứng ở trên này để nhờ hệ sinh thái của các sáp. So với ống hút nhựa là gấp bao nhiêu lần giá? Thì để mà so với ống hút nhựa thì không cạnh tranh được. Khoảng 10-15 lần. Thì cái người sử dụng hạt thì cân nhắc trong vấn đề bảo vệ môi trường và giá. Để bảo vệ sức khỏe hay là thân thiện với môi trường. Yeah. Đầu năm vừa rồi tôi sang Đức một tháng để tôi làm hội chợ to nhất châu Âu là về thực phẩm, về đồ này. Các nước EU họ nhìn thấy cái sản phẩm này có thể họ thích, họ ký hợp đồng ngay ở cái gian hàng đấy của tôi luôn. Vì là tôi làm những sản phẩm rất là tốt mà người Việt Nam không được dùng, tôi rất là thiệt thòi. Tôi thấy đau lắm. Đối với tôi là một người nông dân để làm marketing hay là để chào bán thì nó rất là khó. Chắc phải biết là từ cái lúc mà đàm phán để xuất không đến công thức 1 là mất 3 năm. Thế tại sao là mất 3 năm mà vừa rồi bắt đầu mới có doanh số? Thế thì nhà máy đầu tư từ bao giờ? Ban đầu thì tôi làm cái ống thì xuất một công sang bên Anh thì tôi bị đền mất một công đấy. Lý do bị đền là tôi gửi mẫu sang, cái thời tiết ở đấy mới có 5 đến 10 độ thôi. Còn lúc hàng sang đến nơi thì nó âm mất cắm vào nước, nó cứ vỡ. Vỡ đúng rồi. Nó cứ tách nó vỡ. Thật ra lúc đấy cũng rất là vất vả để làm sao thay đổi được công thức cho nó phù hợp. Đấy sang bắt đầu lại làm lại từ đầu. Tôi nghĩ lúc đấy tôi cũng chán nản và tôi cũng muốn phá sản đấy. Thế thì anh sẽ rất cần tôi đấy. Dạ vâng ạ. Thực ra kể cả vấn đề về sản phẩm của anh này. Dạ. Tôi có một phòng Andy chuyên nghiên cứu về thực phẩm. Ở đấy dạ. Nó có một cái tủ vi khí hậu nó hay lắm. Dạ. Tôi có thể mô phỏng khí hậu ở châu Âu này, tôi có thể mô phỏng khí hậu ở Trung Quốc này. Vâng. Tôi có thể mô phỏng khí hậu ở Hàn Quốc. Nó mô phỏng theo mùa được luôn ấy. Thì khi mà anh test cái sản phẩm đấy trong những cái điều kiện khí hậu như thế là anh sẽ đánh giá được các tác động đến cái sản phẩm. Dạ. Có rất nhiều cái hay mà tôi có thể chia sẻ với anh. Em thì em rất là tò mò. Dạ. Tò mò về cái cách cái nghiên cứu của anh. Dạ. Vì anh nghiên cứu được cái ống hút này từ cái nguồn nguyên liệu là rau củ quả. Vâng. Thì như những sản phẩm khác anh cũng sẽ làm được. Dạ. Nó thuộc về cái lõi về năng lực cạnh tranh về công nghệ của anh, kỹ thuật của anh. Dạ dạ. Chỉ cần biết cách đăng ký sáng chế mà mình đăng ký là umbrella. Nên là mình sợ là người khác bắt chước thay đổi một xíu. Nếu mình biết cách á, mình umbrella là mình đăng ký brand thật rộng thì người khác có đăng ký bị bật ra, không có bị bắt chước hoặc là thay đổi một xíu tính năng đấy. Thì nếu mà các chuyên gia là các luật sư liên quan đến IP á, vâng, thì người ta sẽ giúp mình rewrite, gọi là viết theo ngôn ngữ của luật IP. Thì mình sẽ đăng ký được brand rất là rộng như cách mà iPhone làm. Họ khi mà sản xuất là iPhone 1, 2 thì họ đăng ký đến mười mấy rồi. Những cái tính năng của các iPhone những đời sau á, để cho đối thủ cạnh tranh không có bắt chước được. Do vậy em mới nói là em sẽ hỗ trợ anh cho việc này. Đầu tiên thì phải chúc mừng anh, tại vì anh đã có một cái thành tựu khá là đáng tự hào. Anh nhận mình là nông dân nhưng mà qua cách anh trao đổi thì anh nắm rất là chắc về kỹ thuật, về cái cách mình làm mọi việc, kể cả các cái bước đường kinh doanh. Có vẻ như anh cũng có tư duy rất là mạch lạc. Thì cái điều đấy thực sự rất là đáng trân trọng. Và cái việc anh đang làm cũng góp phần giúp ích cho người nông dân và cả cộng đồng nữa. Tôi thì tôi không hiểu rõ lắm về cái ngành này, về cái lĩnh vực này. Vâng. Tôi không hình dung được cái cách để cho mình có thể bảo vệ được cái doanh nghiệp này khỏi những cái sự cạnh tranh chắc chắn sẽ có trong tương lai. Thì như đã chia sẻ với anh thì tôi thấy là cái tính defensiveness, có nghĩa là cái tính có thể bảo vệ được của mô hình kinh doanh này nó chưa cao. Tôi chưa nhìn thấy con đường để làm được cái việc đó. Vâng ạ. Và bản thân tôi cũng không có nhiều giá trị để có thể giúp được cho anh thành công trên cái con đường này. Nhưng mà tôi xin chúc anh có được nhiều sự thành công và tạo ra được nhiều giá trị cho xã hội. Với cái thương vụ này thì tôi không đầu tư. Rồi, cảm ơn Sang ạ. Bởi vì tôi cũng đã có cái sản phẩm này rồi, tôi chắc là cũng sẽ không định đầu tư thêm nữa. Thậm chí là cũng để tránh cái xung đột lợi ích, conflict thì tôi out. Vâng, cảm ơn Sang Hưng. Năm 2019 là tôi cũng giành giật một deal ống hút cỏ. Ống hút cỏ với Sắc Liên. Với Sắc Liên, quả đấy là tôi ra deal đầu tiên nhanh nhất trong lịch sử Sắc Tanh ấy. Vâng. Chưa kịp nói xong tôi đã ấy rồi, nhưng mà quả đấy tôi trượt deal nên tôi bị tổn thương. Tổn thương, tôi hiểu ạ. Nên là tôi không đầu tư. Nên là tôi không đầu tư. nói đùa vậy thôi chứ thực ra là đây là cái lĩnh vực sản xuất và thương mại truyền thống. Vâng ạ. Tôi cũng không có tí giá trị nào cho cái startup của mình ngoại trừ vốn. Tôi thích lao động. Dạ. Đầu tư là tôi phải có tí giá trị cơ. Dạ. Thì tôi mới đầu tư. Thì chính vì vậy nên là tôi cảm thấy mình không có giá trị gì lắm ở trong cái startup của mình, nên là tôi xin nhường cơ hội cho các sạc khác. Vâng, cảm ơn sạc. I'm out. Vâng ạ. Tôi thì có rất nhiều công trình sản xuất sau này. Kể cả là tôi làm một cái túi ni lông bằng bột ngô ăn được. Nhưng mà bây giờ giá thành nó rất là cao. Vậy dây chuyền của nó rất là hiện đại. Tôi thì người nông dân không có đủ tiền mua. Và làm ra những cái sản phẩm mà gần như là độc nhất vô nhị. Tôi không muốn tiết lộ ở đây. Cái sản phẩm này của tôi đã làm ra thì tôi phải mất cắm mất 3 cái căn nhà rồi.
Vấn đề ở đây là tôi phải cho cái sản phẩm này nó đi trơn chui và ok đi, tôi mới làm được cái sản phẩm khác. Lúc như anh nói là cái bao bì mà một em rất là tò mò, rất là hay đó nha. Vâng. Thì thực ra là em làm việc rất là nhiều với các giảng viên, các giáo sư, tiến sĩ về lĩnh vực công nghệ sinh học, thì họ cũng đã có những sản phẩm tương tự. Và khi mà mình nói là commercialize, là thương mại hóa, nó cũng hơi bị khó đó. Nhưng thực ra là anh đã đi thị trường rồi. Em rất là ngưỡng mộ anh, một nông dân mà anh làm việc đó là rất là ngưỡng mộ luôn. Xin phép lỗi các bác, thì em cũng đi họp hội nghị các thứ rất nhiều, nhưng mà em cũng nói với lại các bác ở trên là thật ra nông dân bọn tôi mới dám cắm nhà cắm sổ để làm ra những cái sản phẩm tốt như này thôi. Dạ. Nếu mà đầu tư á thì đầu tư vào con người của anh. Dạ. Nếu mà đầu tư hợp tác xã thì mọi người sẽ rất là khó, vì cái loại hình doanh nghiệp nó khó để mà đầu tư, vì không chỉ có một mình anh và có một hợp tác xã xã viên nữa. Cho nên là trong trường hợp mà đầu tư thì có thể buộc phải thành lập một doanh nghiệp cho riêng cái mảng sản phẩm này. Không sao. Dạ. Cái đấy là tôi cũng tính đến mà. Lý do gì mà mình lại chọn hình thức hợp tác xã thay vì một cái hình thức khác như là công ty? Mình chọn doanh nghiệp thì mình sẽ gọi vốn. Thật ra là tôi là thần nông thần túy, bố tôi ngày trước đã làm một hợp tác xã và bố tôi cũng hỗ trợ nông dân rất là nhiều. Xong rồi tôi đi học nước ngoài về tôi cũng học nông nghiệp luôn. Và hợp tác xã chỉ hỗ trợ được nông dân, đứng đằng sau tôi là nhiều nồi cơm của bà con nông dân lắm, cho nên là tôi phải đứng lên. Ví dụ doanh nghiệp thì mình nó dễ, nhưng mà đây không, hợp tác xã giờ... thì tôi đang không hiểu là ví dụ tôi đầu tư vào đấy thì tôi sẽ là ai trong cái... Không, có quyết định của hội đồng quản trị và tôi là người quyết định cao nhất. Tôi cũng chia sẻ với anh thật sự, nếu mà anh muốn phát triển ý, thì mình phải theo mô hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp. Thậm chí là mình có thể trở thành những cái tập đoàn lớn trong cái việc phân phối những cái sản phẩm như này, mình phải nghĩ đến cái điều đấy. Trong hợp tác xã, họ cho phép thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã. À. Nhưng nó vẫn là công ty như... Công ty, nó là công ty. Nó lại không... Được, nó okay. Bằng cái này thì coi như đơn giản. Mình xử lý sao? 5 tỷ đồng cho 14% cổ phần thì không vấn đề gì. Vâng ạ. Nếu mà anh thành lập doanh nghiệp riêng, thành lập doanh nghiệp dành cho những cái dòng sản phẩm này, giống như là bắt đầu từ đầu. Có rồi đấy ạ. Dạ. Em sẵn sàng giúp anh và giúp cho môi trường, tại vì hiện tại là các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt châu Âu hoặc Việt Nam vậy. Vâng. Họ cần các cái chứng chỉ về bảo vệ môi trường. Chị đã điêu 5 tỷ cho 14% rồi. Với điều kiện là anh phải thành lập doanh nghiệp riêng. Tôi vẫn muốn ra một cái deal khác, nó cũng khác một chút mà chị join vào cũng được. Nếu mà xét về quan hệ hợp tác đúng không? Hiện tại anh là người nắm giữ sản phẩm. Dạ. Về lĩnh vực sản xuất, công nghệ hay tự động hóa thì tôi rất là mạnh trong cái lĩnh vực đấy. Vâng. Tôi ạ. Có cả một phòng nghiên cứu về thực phẩm. Em tìm hiểu qua tập đoàn của sếp rồi. Và tôi nghĩ rằng tương lai thì nếu mà muốn nó chuyên nghiệp hơn thì nó có thể là in cả cái logo của cái thương hiệu của mình lên trên này nữa. Được rồi ạ. Tôi đã có kênh bán hàng sẵn rồi. Tôi cũng có rất nhiều chiến lược để bán hàng. Còn ngoài ra thì tôi nghĩ như này. Vâng. Bản thân anh thì anh cũng xuất thân là người tập trung về sản phẩm. Anh cũng không có chiến lược quá nhiều chiến lược về kinh doanh. Đúng rồi ạ. Nhưng mà tôi rất muốn đồng hành với anh. Dạ. Vì sao mà tôi nhận thấy cái sự chất phác, chân thành, đúng là một người nông dân như anh, bởi vì tôi cũng xuất thân từ nông dân. Vâng ạ. Anh nghĩ sao nếu mà trong trường hợp mà tôi sẽ đầu tư 15 tỷ nhưng mà đổi lấy 51% cổ phần, và với cam kết rằng là tôi chỉ giữ cái cổ phần đấy trong vòng tối đa 3 năm, sau rồi tôi có thể thoái hết cũng được. Và toàn bộ cái tiền đấy tôi sẽ xác định là đầu tư về công nghệ, về sản xuất. Thật ra tôi chia sẻ với sếp, tôi mà là người nông dân mà tôi bỏ từng đấy tiền tôi để làm việc khác sướng hơn. Tôi chia sẻ thật, không quan trọng là bao nhiêu phần trăm, quan trọng là tôi hỗ trợ được bà con nông dân để tiêu thụ sản phẩm. À, Minh sẽ hỗ trợ. Đấy thì coi như là anh sẽ có hai người luôn. 15 tỷ là gộp cả sếp. Đúng rồi, coi như tôi đứng ra đại diện. Tôi xin phép là 51% thì nó... Anh đang tăng cái gì? Tôi vẫn biết là như vậy, nhưng mà thật ra thì trong đầu tôi thì nó trước khi đến đây là nó không nhiều đến như vậy. Thì anh có thể đàm phán. Thực ra tôi rất quan tâm và rất mong muốn là tôi muốn xác lấy 40% là chốt cuối cùng. Nếu 40% thì anh có cam kết có cái gì giao quyền quản lý và điều hành cho tôi trong vòng 1-2 năm đầu không? Tôi sẵn sàng, tôi nhờ hệ sinh thái các sếp để đưa cho người dân dùng được cái này. Đằng sau tôi là nhiều nồi cơm nông dân nên tôi phải tiêu thụ được cho họ. Tôi cũng rất là áp lực. Như vậy anh phải đồng ý thành lập công ty riêng cho chúng. Đúng rồi, phải thành lập công ty. Tôi thậm chí là tôi sẽ có thể là hỗ trợ cả vấn đề về quản lý tài chính rồi thuế rồi mọi thứ nào. Tôi càng tốt, vì tôi chỉ tập trung sản xuất thôi, không sao cả. Lúc đầu là tôi gọi 14% cho 5 tỷ. Đúng rồi, nhưng mà deal của tôi là 10-15 tỷ cho 51. Bây giờ anh muốn hạ phần trăm xuống đúng không? Đúng, tôi chỉ giữ 40% đúng không? Thì có nghĩa là đây là 11,7 tỷ. Vậy là hạ xuống tiền. Đúng rồi, 11,76. Tôi và Sách Nga đề nghị 11 tỷ cho 40% cổ phần. Vâng ạ. Với yêu cầu là gì ạ? Tôi giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp của mình trong 3 năm đầu tiên. Dạ. Chốt.
Chốt ạ. Ờ, chốt ạ. Vâng ạ. Ok. Cảm ơn. Cảm ơn sếp ạ. Tôi rất cũng rất hy vọng là cái sản phẩm này đúng như anh nói là nó có thể là phổ biến tại Việt Nam và người tiêu dùng có thể dùng được những cái sản phẩm thực sự tốt chất lượng. Dạ, vâng. Vì chả có lý do gì châu Âu người ta dùng hàng tốt hàng mà tốt. Chúng ta sản xuất được mà chúng ta lại không dùng. Lại người Việt Nam mình lại dùng cái sản phẩm kém chất lượng. Và sản phẩm đấy lại ở nước ngoài người ta lại xuất nhập khẩu vào Việt Nam mình, mà một cái điều mà tôi nghĩ rằng là tôi rất trăn trở từ xưa này và tôi sẽ quyết tâm thực hiện điều đấy. Casper chỉ một chất men sánh ngàn hành tiêu. Shark Tank Việt Nam thứ hai hàng tuần 20:30 trên kênh VTV3, 21:30 trên YouTube TV Hub.